Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 5 năm 2024 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Sẽ xử lý nghiêm các doanh nghiệp xăng dầu xuất hóa đơn không đúng quy định. Bảo đảm an ninh, an toàn vận hành hệ thống lưới điện. Tăng cường các giải pháp ổn định thị trường vụ sầu riêng. Tiềm năng của cây vải thiều trên cao nguyên Đắk Lắk. Thời sự trong nước, nguy cơ ùn tắc kiểm định xe. Tây Ban Nha và Ukraine ký kết thỏa thuận quốc phòng. Triều Tiên xác nhận vụ phóng tên lửa mang vệ tinh thất bại là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay 28 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khai mạc Hội thao Thể dục Thể thao Quốc phòng năm 2024. Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Hội thao Thể dục Thể thao Quốc phòng tỉnh Đắk Lắk năm 2024 có hơn 700 vận động viên tham gia. Các vận động viên tranh tài ở các môn thi gồm chạy vũ trang 3.000m vượt chướng ngại vật, vượt vật cản huấn luyện thể lực, chiến sĩ khỏe, bơi vũ trang, cầu lông nam, bóng bàn nam, quân sự phối hợp, võ chiến đấu. Thông qua hội thao nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể lực, hoạt động thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang tỉnh, đánh giá kết quả chất lượng công tác huấn luyện thể lực, hoạt động thể dục thể thao của các cơ quan đơn vị, góp phần nâng cao trình độ quản lý, tổ chức huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao nói riêng, huấn luyện chiến đấu nói chung. Đồng thời tuyển chọn thành lập đoàn vận động viên để tập luyện và tham gia hội thao thể dục thể thao quốc phòng quân khu 5 năm 2024 đạt kết quả cao. Theo ý kiến của các đại biểu tại hội thảo góp ý dự thảo luật phòng chống mua bán người sửa đổi do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức sáng nay 28 tháng 5, thì quá trình triển khai thực hiện luật phòng chống mua bán người thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên còn bộc lộ một số khó khăn vướng mắc phát sinh từ việc thiếu đồng bộ, thống nhất giữa luật phòng chống mua bán người với hệ thống pháp luật hiện hành. Do đó, việc sửa đổi bổ sung luật phòng chống mua bán người là hết sức cần thiết. Luật phòng chống mua bán người được Quốc hội khóa 12 kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2012. Việc ban hành luật đã tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam, góp phần thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống mua bán người được thực hiện với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế triển khai luật phòng chống mua bán người còn bộc lộ một số khó khăn, bất cập, thể hiện cụ thể trong các quy định về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống mua bán người, phòng ngừa, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người, công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân và đặc biệt là khó khăn, vướng mắc phát sinh từ việc thiếu đồng bộ, thống nhất giữa luật phòng chống mua bán người với hệ thống pháp luật hiện hành. Dự thảo luật phòng chống mua bán người sửa đổi gồm 8 chương, 66 điều, tăng 8 điều so với luật phòng chống mua bán người năm 2011, sửa đổi, bổ sung nội dung 52 trên 58 điều, xây dựng mới 9 điều, bỏ 1 điều. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận làm rõ một số nội dung đã được đề cập trong dự thảo luật như cần đảm bảo bình đẳng giới, trong đó chú ý quan tâm thích đáng tới phụ nữ mang thai, trẻ em gái, lấy nạn nhân làm trung tâm trong công tác phòng chống mua bán người, thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, nhất là biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi, công tác giải cứu, tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân cần phải kịp thời, chính xác, tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp, giữ bí mật thông tin và không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân. Bảo đảm nạn nhân được sử dụng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được, phù hợp với phong tục, tôn giáo, tập quán, giới tính và được hưởng các chế độ hỗ trợ phù hợp trong khuôn khổ của pháp luật, cần ngăn chặn ngay những lĩnh vực dễ bị lợi dụng để mua bán người như du lịch, xuất khẩu lao động, cho nhận con nuôi, kết hôn có yếu tố nước ngoài, công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, tư vấn về phòng ngừa mua bán người và vấn đề giới trong công tác thông tin tuyên truyền. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 279 doanh nghiệp và chi nhánh kinh doanh xăng dầu đang hoạt động,
trong đó có 7 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối đã kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường, 272 doanh nghiệp bán buôn và bán lẻ. Quý 1 năm 2024, số thuế mà các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã nộp là 151 tỷ đồng, trong đó thu thuế bảo vệ môi trường là 131 tỷ đồng. Về triển khai hóa đơn điện tử, đến nay có 277 doanh nghiệp với 413 cửa hàng, 1.422 cột bơm đã áp dụng phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng. Mặc dù đã triển khai đến 100% doanh nghiệp và quy trình áp dụng hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng khá chặt chẽ, tuy nhiên, việc kiểm soát, ngăn chặn tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu vẫn còn những khó khăn nhất định. Do đó, để tăng cường kiểm soát việc phát hành hóa đơn, quản lý doanh thu và ngăn chặn tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu, hạn chế tình trạng buôn lậu xăng dầu, đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, tăng thu ngân sách nhà nước, các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành chính sách, pháp luật thuế và hóa đơn của các doanh nghiệp, theo dõi và nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để đánh giá mức độ rủi ro về thuế nhằm kiểm tra, giám sát. Các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu theo đúng quy định, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định pháp luật nếu doanh nghiệp xuất hóa đơn không đúng quy định, đồng thời yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng đủ điện trong thời gian cao điểm năm 2024-2025 và những năm tiếp theo. Theo đó, các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư các dự án nguồn điện, lưới điện, thực hiện thủ tục liên quan, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo kịp thời, bổ sung nguồn điện, phát triển lưới, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải hàng năm cho lưới điện quốc gia. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Truyền tải điện Đắk Lắk, Công ty Điện lực Đắk Lắk và chủ đầu tư các nhà máy thủy điện, điện gió, điện mặt trời đang phát điện chủ động triển khai phương án ứng phó với tình hình thiên tai nắng nóng diễn biến phức tạp trong thời gian tới, đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng. Chủ đập hồ chứa thủy điện căn cứ vào tình hình thủy văn lưu lượng nước đến hồ để xây dựng kế hoạch phát điện phù hợp, ưu tiên điều tiết nước, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh phía hạ du các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an ninh an toàn vận hành hệ thống lưới điện thuộc quyền quản lý, đồng thời thực hiện phương thức vận hành ổn định an toàn trong hệ thống điện. Thưa quý vị và các bạn, với điều kiện tự nhiên thổ nhưỡng thuận lợi, Đắk Lắk đã vươn lên dẫn đầu cả nước về diện tích sầu riêng. Do đó, đầu tư thúc đẩy ngành hàng sầu riêng phát triển với giá trị cao bền vững đang là hướng đi của tỉnh. Hiện chính quyền địa phương, các đơn vị hữu quan đang tăng cường triển khai các giải pháp nhằm ổn định thị trường sầu riêng niên vụ năm 2024, tạo đà phát triển ngành hàng sầu riêng bền vững. Tỉnh Đắk Lắk dẫn đầu cả nước về diện tích sầu riêng với 32.785 ha, sản lượng đứng thứ hai sau Tiền Giang. Song tỉnh đang gặp phải những khó khăn thách thức như việc liên kết giữa các vùng trồng hoặc các đơn vị xuất khẩu với người dân chưa thực sự công khai, minh bạch, rõ ràng, chưa bền vững. Tình trạng gian dối đánh cắp mã số vùng trồng, tranh mua tranh bán, chốt giá sớm, bẻ cọc hợp đồng dẫn đến khó phát triển ngành hàng. Qua thời gian thì chúng tôi cũng từng bước thực hiện. Thứ nhất là tập hợp các thành viên hợp tác xã lại sản xuất theo một cái quy trình, đầu tiên là một quy trình chuẩn về gáp, sau đó là có cái chủ trương của chính sách của nhà nước là đăng ký mã số vùng trồng để xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, thì chúng tôi cũng đã hoàn thành được đăng ký được 4 mã số vùng trồng với tổng diện tích là 50 hecta, thì liên kết với hai đơn vị để thu mua. Thì nói chung qua một năm vừa rồi thì đã tạo điều kiện cho cái nền ngành cái sản xuất nông nghiệp của các thành viên hợp tác xã đã có những bước chuyển biến rõ rệt. Hiện các địa phương trong tỉnh đang xây dựng kế hoạch thu hái cho vụ sầu riêng 2024. Các doanh nghiệp kiến nghị cần có chế tài quản lý chất lượng vùng trồng để doanh nghiệp mạnh dạn đến thu mua và có chế tài trong quá trình mua bán tại các vùng trồng. Chúng ta cũng cần phải có các cái nghiên cứu sản xuất, chọn tạo, sản xuất ra và cung ứng cho thị trường những cái giống chuẩn thì mới có thể có một cái ngành hàng có sầu riêng nó bền vững ổn định sau này.
Để ổn định vụ sầu riêng năm 2024 và phát triển ngành hàng sầu riêng bền vững, Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm gian lận về mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các nhân tố trong ngành hàng sầu riêng. Thưa quý vị và các bạn, vải thiều là cây trồng chịu được khô hạn dễ thích nghi với điều kiện môi trường bất lợi trong mùa khô ở Tây Nguyên. Cùng với lợi thế chín sớm hơn khoảng một tháng so với vụ thu hoạch vải thiều ở các tỉnh phía Bắc, nên vải thiều Đắk Lắk thường được thu mua với giá cao, đầu ra thuận lợi. Nhờ đó, vải thiều đang trở thành cây giảm nghèo cho bà con ở một số địa phương của Đắk Lắk. Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 3.000 hecta trồng vải thiều, trong đó có gần 1.700 hecta đã cho thu hoạch quả. Sản lượng bình quân đạt hơn 17.000 tấn mỗi năm. Vụ vải năm nay, thời tiết không thuận lợi nên sản lượng giảm khoảng 30%. Tuy mất mùa, nhưng giá vải lại được giá, cao gần gấp đôi năm ngoái, ở mức từ 45 đến 60.000 đồng một kg, nên bà con nông dân vẫn có lãi. Cây vải như là rất hiệu quả, mà năng suất thì cao, mà làm thì không tốn bao nhiêu. Năm nay nó mất mùa nhưng mà nhà mình thu được 30 tấn, thì giá năm nay là bình quân là 60, bình lời là coi như mùa gấp đôi đấy. Khí hậu, thời tiết nó cũng ưu đãi, cho vậy là cái cây vải nó cũng chất lượng, rồi là cái mẫu mã nó cũng đạt tiêu chuẩn. Thế rồi về cái thu nhập thì thực ra thì hiện tại giờ nếu mà một hecta vải nếu mà được mùa thì thu nhập là nó trên dưới khoảng 300-400 triệu trên một hecta, chưa trừ chi phí. Nhưng là nói chung là trừ chi phí thì nó cũng đạt khoảng 300 triệu trở lên. Vải thiều Đắk Lắk có vị ngọt thanh, quả to. Để thích ứng với biến đổi khí hậu, nhiều vùng nắng hạn thiếu nước ở Đắk Lắk đã chuyển sang trồng cây vải thiều. Hiệu quả từ cây vải đã được thấy rõ qua thực tế những năm vừa qua. Bởi vậy, các cấp chính quyền và cơ quan chuyên môn của tỉnh Đắk Lắk đang chú trọng các giải pháp phát triển hàng hóa và gia tăng giá trị cho cây vải. Thì chúng ta nên phát triển có quy hoạch bài bản, rồi ứng dụng cái công nghệ cao, để thành lập các cái tổ hợp tác xã để chúng ta phát triển có cái số lượng lớn, đảm bảo chất lượng để chúng ta chứng nhận mà vùng trồng xuất khẩu sang thị trường các nước khác. Hiện tại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng được một số vùng trồng vải được chứng nhận Việt Gáp, giúp nâng cao chất lượng trái vải và liên kết đầu ra tốt hơn. Vải cũng là cây được nhiều địa phương đưa vào cơ cấu loại cây trồng lâu năm nhằm cải thiện và đa dạng thu nhập cho người dân. Song ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi mở rộng diện tích trồng mới, cần chú trọng thâm canh các vườn vải đang cho năng suất và chất lượng quả ổn định.